Bà trùm gỏi Đu Đủ Ti Thi đã có con, dàn TikToker nhất nhiều Việt Nam đổ bộ casting lật mặt 7. Phan Trung phải xếp hàng trước một ngày, chỉ để xem Chi Bu hát, chấn động với màn hóa trang tuyệt đỉnh cung phu. Một nam ca sĩ đẹp trai, hát hay nhưng mỏ hổn, đụng là chạm. Bà trùm gỏi Đu Đủ Ti Thi đã có con. Bé gái khen mẹ xinh như hoàng tử khiến mẹ muốn bật ngửa. Bữa nay mẹ giống gì? Giống đàn cử. Giống gì? Mẹ cử. Công chúa á. Rồi cho hỏi mẹ coi bữa nay mẹ mặc đồ nó đẹp không? Đẹp. Đẹp giống như gì? Giống như phù thủy. Ti Thi sinh năm 1989. Biệt danh là nữ hoàng gỏi Đu Đủ từng gây bão khắp mạng xã hội không chỉ bởi món ăn ngon mà còn ở sự duyên dáng, hài hước và đặc biệt khả năng nói được 4 thứ tiếng. Lối nói chuyện mặn như muối biển cùng món gỏi Đu Đủ ngon nước tiếng Sài Gòn giúp Ti Thi chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Ti Thi cô cũng rất chăm chỉ livestream để giải trí và quảng bá hình ảnh. Bên cạnh đó, cô còn lấn sân sang làm vlogger mảng ẩm thực, du lịch trong và ngoài nước. Cũng mới đây, trên nền tảng TikTok vừa chia sẻ chiếc video về hình ảnh của con gái cô nàng tên là Mỹ Tiên. Được biết bé gái là kết quả của quá trình nhờ người mang thai hộ của cô tại Thái Lan. Ti Thi cũng chia sẻ, cô đã phải để dư ra vài tỷ để đảm bảo con mình sẽ được ấm êm về mặt vật chất, không thua thiệt bất cứ ai. Lúc trước cả hai mẹ con đã phải xa nhau, con ở quê còn mẹ phải ở thành phố bán gỏi. Vì sợ con tiếp xúc quá nhiều người sẽ khó chịu nên cô nàng quyết định thuê người chăm sóc con ở quê. Được biết trước đó cô nàng cũng từng đăng tải video tất tần tật về hành trình tìm con của mình. Nhưng khi chiếc video bé gái gọi mẹ được viral thì cũng còn rất nhiều khán giả bất ngờ với sự thật Ti Thi đã có con. Dàn TikToker nhất nhiều Việt Nam đổ bộ casting lật mặt 7. Lê Bốn được vợ chồng Lý Hải khen không ngớt lời. Ông rất là dễ chạm đến trái tim người xem. Cái đặc biệt ở đây á, diễn viên đã hóa thân vào nhân vật và đã truyền tải được cái đó đến người xem và em đã làm được điều đó. Vào ngày 27 tháng 10 mới đây, Lý Hải đã có màn casting online trên sóng livestream dành cho những gương mặt tự tin, bản lĩnh muốn thử sức mình trong các vai diễn điện ảnh. Cũng trong buổi casting online này, hàng loạt TikToker đã đăng ký tham gia thử sức với ý muốn tìm cho mình một vai diễn để đời trong series phim lật mặt của đạo diễn Lý Hải như Linh Barbie, Cáo Nhỏ và Ha Ha. Trong đó phải kể đến sự diễn xuất xuất thần của TikToker Lê Bóng đã khiến Lý Hải phải dành lời khen cho cô nàng. Theo lời nhận xét của anh, Lê Bóng đã có màn diễn xuất mộc mạc nhưng đầy cảm xúc. Cô nàng đã hóa thân vào nhân vật và truyền tải được hết những cảm xúc đến với người xem, diễn xuất tự nhiên, không gượng ép. Phải nói là Lê Bóng giờ đã khác, chịu lắng nghe những góp ý của khán giả để thay đổi theo hướng tích cực hơn. Hy vọng trong phần phim lần này sẽ có sự góp mặt của cô nàng. Trung phải xếp hàng trước một ngày, chỉ để xem Chi Bu hát, từng bị hắc hủi, giờ là nghệ sĩ trong Nam Á duy nhất tham gia nhạc hội ở Trung Quốc. Hôm 29 tháng 10, Chi Bu là nghệ sĩ trong Nam Á duy nhất tham gia Asian Young Music Festival 2023, đại nhạc hội thanh niên châu Á. Đêm nhạc có 30.000 khán giả tại Nam Kinh, Trung Quốc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Là nghệ sĩ Việt duy nhất trình diễn tại sân khấu này, Chi Bu thể hiện loạt bản hit Black Hit Key, Mời Anh Vào Tim Em, Đóa Hoa Hồng. Từ hôm nay, nữ ca sĩ gây ấn tượng với khả năng hát live và những màn vũ đạo đẹp mắt trên sân khấu. Không những thế, Chi Bu còn chứng tỏ khả năng nói tiếng Trung trôi chảy qua phần trình diễn ca khúc Đóa Hoa Hồng. Đông đảo khán giả hào hứng, cổ vũ nhiệt tình trước màn trình diễn của Chi Bu. Nhiều người hâm mộ của nghệ sĩ dựng lều, xếp hàng trước một ngày để có được vị trí đẹp. Các fan cũng đầu tư cho màn cổ vũ thật hoành tráng cho Chi Bu bằng các bảng đèn, cờ lớn, gậy phát sáng, mũ tiếp ứng. Trong bài viết trước buổi biểu diễn của Chi Bu, một fan bình luận, để có thể nhìn thấy chị ở hàng đầu, tối nay chúng em dự định sẽ đóng đô bên ngoài chỗ diễn, xếp hàng luôn. Chi Bu dặn dò fan chăm sóc bản thân cẩn thận. Bên cạnh đó, những người hâm mộ không thể đến tham dự lễ hội đã xem livestream phần trình diễn của Chi Bu trên nhiều thiết bị để ủng hộ nữ ca sĩ. Hiện tại, Chi Bu đang là nữ nghệ sĩ Việt gay được chú ý tại Trung Quốc sau cuộc thi đạp gió 2023. Động với màn hóa trang tuyệt đỉnh cung phu, Binh Di và Châu Bùi chơi lớn thoải mái công khai sau những bức thư tình ngọt liệm. Mới đây, Châu Bùi và Binh Di đã có màn hóa trang thành hai nhân vật chính trong bộ phim đình đám tuyệt đỉnh cung phu. Với màn hóa thân tài tình này, Binh Di và Châu Bùi làm cho cộng đồng mạng được fan cười ra nước mắt. Được biết qua tạo hình vui vẻ, thú vị với sự kết hợp này nhằm đón một mùa Halloween thật đáng yêu, vui vẻ cũng như mang đến tiếng cười, giải trí cho khán giả. Trong bộ ảnh lần này, Châu Bùi, Xuân Đan hóa thân trong vai Bao Tô Công và Bao Tô Bà, cặp vợ chồng khu chuồng heo trong bộ phim tuyệt đỉnh cung phu. Phải nói là tình yêu nó lạ lắm khiến hai con người nghiêm túc trở thành hai diễn viên hài. Trước đó, cả hai bất ngờ công khai mối quan hệ sau thời gian úp mở giấu kín. Trong chương trình gần đây, Châu Bùi bất ngờ viết thư tình gửi Binh Di, nội dung khiến fan tan chảy vì quá ngọt ngào. Nghe qua nội dung thư với những lời tình cảm cùng chữ ký em yêu của anh, netizen cũng đoán được người gửi không ai khác ngoài Châu Bùi. Dù hiếm khi đăng ảnh rõ mặt cùng nhau, nhưng cặp đôi vẫn có những hành động chứng minh mối quan hệ yêu đương vô cùng hạnh phúc.
Tháng 12 năm 2022 tại một đêm nhạc, Binky lần đầu công khai hát tặng nửa kia trước khán giả. Hiện tại, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nhau, không còn giấu giếm như trước. Một nam ca sĩ đẹp trai, hát hay nhưng mỏ hổn, đụng là chạm. Ca sĩ mỏ hổn nhất showbiz gọi tên Lưu Phước Thịnh. Nam ca sĩ liên tiếp có những động thái gây tranh cãi khiến fan hâm mộ thất vọng. Những màn gác trả tay đôi với anti-fan. Tâm thì tịnh á, mà tính thì hơi ngang. Ca khi cực gắt. Khi ông nói cái nó tưởng là mày thằng ca sĩ ngôi sao đồ này kia bắt buộc là phải nghe tụi tao nói. Anh ơi, giọng em dở thì có cách nào hay không anh đừng hát nữa em. Hình tượng của Lưu Phước Thịnh đang xấu đi trong mắt khán giả, cà khịa với nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Mới đây, Đỗ Hiếu gây xôn xao khi tuyên bố công khai loạt hit của Lưu Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền. Cụ thể, dòng trạng thái của nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết, hiện tại các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Lưu Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành. Nam nhạc sĩ liệt kê loạt ca khúc đình đám được anh sáng tác cho Lưu Phước Thịnh trong gần 10 năm qua như Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Câu I Love You, Như Phút Ban Đầu, tổng cộng 8 ca khúc. Thông báo của Đỗ Hiếu đã khiến cộng đồng fan Lưu Phước Thịnh và khán giả yêu nhạc đặc biệt chú ý. Việc Đỗ Hiếu bỗng dưng đăng tải bài đăng công khai làm dấy lên nhiều đồn đoán hai bên cạch mặt. Về phía Lưu Phước Thịnh, khán giả cũng lo ngại nếu không được biểu diễn loạt ca khúc kể trên sẽ khó khăn cho công việc của anh trong tương lai. Giữa lúc tâm điểm đang đổ dồn vào hai nhân vật chính, Lưu Phước Thịnh có động thái mạng xã hội đáng chú ý. Anh chàng đăng story hình một chú mèo mặt cau có, đi kèm câu mô tả đầy nhạy cảm hết tiền mua thuốc đi nên làm khùng làm điên. Động thái này khiến cộng đồng fan sôi sục, đồng đoán mối quan hệ của Lưu Phước Thịnh, Đỗ Hiếu cơm không lành canh không ngọt lại càng lên đến đỉnh điểm. Đáp lại Lưu Phước Thịnh, Đỗ Hiếu bỗng dưng cảm ơn sự chuyên nghiệp của người chị thân thiết Đông Nhi. Đáng nói, Đông Nhi và Lưu Phước Thịnh là bạn thân nên việc Đỗ Hiếu đăng đàn trái ngược về cả hai khiến cộng đồng mạng càng thêm phần quan tâm. Những màn đối đáp đụng là chạm. Vừa qua, khi Lưu Phước Thịnh có bài đăng trên trang cá nhân khoe ảnh selfie điển trai trong chiếc sơ mi trắng lịch lãm, mọi chuyện sẽ không trở nên xôn xao nếu như không có một netizen kém duyên xuất hiện. Bên dưới bài đăng, một tài khoản mạng xã hội đã để lại bình luận mỉa mai chuyện giới tính của Lưu Phước Thịnh. Ngay lập tức, nam ca sĩ trả lời thẳng vào bình luận của netizen kém duyên rằng việc vô tư miệt thị người khác sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Không những vậy, Lưu Phước Thịnh còn vào trang cá nhân và biết người này buôn bán online. Thế nên, nam ca sĩ đưa ra lời cảnh cáo đừng vì vài phút vạ miệng mà tự đạp chén cơm của chính mình. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi để khán giả đọc được bình luận không hay. Nam ca sĩ chia sẻ cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, bản thân anh nhiều lần bị cười cợt, công kích. Đây không phải lần đầu Lưu Phước Thịnh gặp phải những bình luận tiêu cực từ người lạ. Và mỗi lần như vậy, nam ca sĩ đều đáp trả sâu cay khiến đối phương phải tắt điện. Nhiều cư dân mạng tỏ ý bênh vực hành động của Lưu Phước Thịnh. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng nam ca sĩ không cần phải để tâm và đôi co với netizen kém duyên. Hoặc anh có thể lựa chọn cách phản ứng văn minh để giữ hình ảnh bản thân. Các buổi livestream bất ổn. Vốn được biết đến là nam ca sĩ sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm thế nhưng thời gian qua, Lưu Phước Thịnh khiến các fan hâm mộ vô cùng bất ngờ với chiếc mỏ hổn của mình khi livestream trên trang cá nhân. Vốn có tính cách thẳng thắn nên nam ca sĩ liên tục có màn đối đáp với cả fan lẫn anti-an khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Nam ca sĩ không ngần ngại đọc tất cả bình luận của fan về mình và đáp trả trực tiếp trên livestream. Thậm chí anh chàng còn thừa nhận bản thân có chiếc mỏ hổn nên ít tham gia game show. Bên dưới phần bình luận không ít fan đã bày tỏ ý kiến về những màn livestream có phần không ổn lắm của nam ca sĩ. Có ý kiến cho rằng việc Lưu Phước Thịnh quá thoải mái sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, nhưng cũng có nhiều ý kiến thích tính cách thật của anh chàng.